Ninh Dương Ngọc đã thoát vai Miss Q trong Cô Gái Từ Quá Khứ. Ninh Dương Ngọc là nữ diễn viên có tên tuổi tại Việt Nam. Để đạt được thành quả này thì cô đã trải qua nhiều thăng trầm, từ hình tượng ngọc nữ vụt sáng sau vai diễn đầu tay, nhận nhiều giải thưởng lớn khi mới 20 tuổi, đến hành trình 10 năm tìm dấu ấn của mình, có lúc Cô Cám Gây Sốt với Trúng Số, Tấm Cám hay Cô Ba Sài Gòn, cũng có khi gây ấn tượng trong phim Trường Ma, Găng Tay Đỏ. Trong sự nghiệp diễn xuất thì chính khao khát đa dạng hóa màu sắc vai diễn trở thành con dao hai lưỡi đặt cô vào thế khó. Nữ diễn viên nhận nhiều kịch bản đa phong cách, tuy nhiên thì không phải kịch bản nào cũng thành công. Chỉ đến thời điểm đóng Gái Già Lắm Chiêu 2 năm 2018, Lan Ngọc mới có định hướng rõ ràng và tầm nhìn chiến lược trong xây dựng hình ảnh. Hơn một năm tái xuất sau Cô Ba Sài Gòn, Lan Ngọc ghi dấu với hình tượng quý cô thời thượng từ thần thái đến phong cách thời trang. Thành công lớn nhất của cô trong Gái Già Lắm Chiêu 2 không phải là con số ngất ngưỡng ở phòng vé, mà là tìm được hình tượng phù hợp với trong phim đến ngoài đời. Cô mang Miss Q từ màn ảnh rộng ra đời thực, chăm chút vào trang phục và quả ngọt là giải nữ diễn viên phong cách nhất năm 2019 do LA Style Awards trao tặng. Trong lễ trao giải ngôi sao của tạp chí thời trang danh giá Harper's Bazaar, cô cũng trở thành nữ diễn viên của năm dựa trên những thành quả đã gặt hái. Sức bật từ Gái Già Lắm Chiêu 2 kết hợp thành công của Cua Lại Vợ Bầu với kỷ lục phòng vé 200 tỷ đồng thời điểm bấy giờ góp phần nâng cao vị thế, đưa Ninh Dương Ngọc vào danh sách sao Hạng A. Hiện tại Lan Ngọc là biểu tượng gái già thành đạt ở tuổi U35 nhưng cũng là hình mẫu nhiều người hướng đến. Tuy nhiên thì được nhiều thì mất cũng không ít. Thành công ấy khiến cô vô hình chung đóng khung hình ảnh. Thử thách của những nghệ sĩ giỏi là tìm cách vượt qua bản thân mà không phải là đối thủ. Sau hai phần phim của vũ trụ Gái Già, Lan Ngọc tiếp tục đem hình tượng Miss Q vào phim Tết 1990 và nhận về kết quả không có mấy khả quan. Vai diễn Linh Lan trong phim công chiếu đầu năm nay được đánh giá là bước lùi của nữ diễn viên bởi một sự một màu trong cách diễn. Lần đầu tiên trong 5 năm, phim điện ảnh có Ninh Dương Ngọc đóng chính nhận thất bại từ doanh thu đến đánh giá chuyên môn. Nhiều người đặt câu hỏi, đã đến lúc Lan Ngọc cần vai diễn khác biệt, có chiều sâu thay vì phô bày sự hào nhoáng bên ngoài. Sắp tới Lan Ngọc lại trở lại màn rộng với Cô Gái Từ Quá Khứ và tiếp tục hợp tác với hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito. Dù không phải vũ trụ gái già như trước, Lan Ngọc vẫn là Miss Q trong vũ trụ mỹ nhân mới. Điều này khiến người xem có chút tò mò, pha lẫn lo lắng cho sự nghiệp diễn xuất của cô. Thời gian gần đây thì đoàn phim Cô Gái Từ Quá Khứ công bố first look, poster đến trailer chính thức giải đáp nhiều khúc mắc cho khán giả. Trong bộ phim thuộc thể loại tâm lý, ly kỳ và giật gân, Lan Ngọc vào vai nhân vật khó đoán, che giấu nhiều bí mật đằng sau vẻ hào nhoáng và thành đạt. Nhà sản xuất dùng câu nói nổi tiếng trên mạng, không có bông tuyết nào trong sạch để miêu tả Hoàng Quyên, Miss Q. Điều này phần nào gợi mở những chuyện động trời mà cô đã làm để vươn lên vị trí hàng đầu showbiz. Điều công chúng quan tâm ở dự án này là sự thay đổi của Lan Ngọc. Nếu Cô Gái Từ Quá Khứ là bình cũ rượu mới, khi Lan Ngọc thể hiện được tính cách khác biệt trong hình hài của Miss Q, cô sẽ thành công và có bước tiến trong sự nghiệp. Trong dự án phim mới thì khán giả trông đợi diễn xuất có chiều sâu của Ngọc Nữ, kỳ vọng nhiều tình tiết đấu tranh tâm lý thay vì cách xây dựng hình tượng sang chảnh và sáo rỗng.